rồi. Bye bye. See you later. Nào nào nào, nào nằm yên. Mẹ đố xoài nhá, nếu mà xoài không có cái kẹo nào mà mẹ cho xoài một cái kẹo thì xoài có mấy cái kẹo? Mấy? Một. Đúng. Xoài có một cái, mẹ cho xoài thêm ba cái nữa thì xoài có mấy cái kẹo? Bốn. Không biết. Có tận bốn cái. Xoài có bốn cái mà bố hiện cho xoài một cái thì xoài có mấy? Năm. Siêu đấy. Xoài có năm cái mà cô Linh cho xoài hai cái thì xoài có mấy? Năm. Năm cái, xong xoài có thêm hai cái nữa. Sáu. Mấy nào? À, bảy. Đúng rồi. Xoài có bảy cái mà ông nội cho xoài một cái thì xoài có mấy cái? Chín. Xoài có bảy cơ mà, xoài đang có bảy, ông nội cho một, cho thêm một. Tám. Đúng rồi, bà nội cho thêm một thì xoài có chín. Thế ông ngoại cho thêm một thì xoài có mấy? Xoài đang có chín, xoài đang có chín, ông ngoại cho thêm một thì xoài có mấy? Mười. Đúng rồi. Xong xoài có mười cái nhá. Xoài cho bà ngoại một cái thì xoài có mấy? Chín. Đúng. Xoài cho chị Kem, xoài có chín này. Xoài có chín, xoài cho chị Kem hai cái thì xoài có mấy? Mấy cái đấy là của con hết. Của con hết. Nhưng mà mày bây giờ mẹ đang đố mà, đang đố là xoài có chín, xoài chia sẻ cho chị Kem hai cái thì xoài còn mấy? Chín này, cho hai. Bảy. Đúng. Xong xoài có bảy rồi, xoài lại cho anh chuối hai cái nữa thì xoài còn mấy? Bảy. Đến sáu. Năm. Năm, đúng rồi. Xoài có năm cái không? Xoài có cho mẹ Tú không? Không ạ. Không cho. Tú cho bố gì ở đâu? Tú không cho. Ồ, thế không cho ai à? Thế mẹ không có à? Vâng. Ồ, không chia sẻ cho tôi à? Hả? À, anh kia? Anh kia? Sao không cho tôi? Tại sao không cho tôi?